Xin chào các bạn đã trở lại với channel của mình nha. Hôm nay thì mình giới thiệu với các bạn một sản phẩm bên mình phân phối nha. Đây là một cái âm ly có mã là MA200D của NHS là Roman. Đây, hôm nay mình giới thiệu các bạn nha. Cái âm ly này thì giá rất hợp lý, anh em muốn xài thì cứ liên hệ mình. Mình sẽ để số điện thoại ở phần mô tả. Đầu tiên các bạn thấy là cái amply này, cái đặc biệt của nó là cái amply này sử dụng vỏ dài nha các bạn. Cái vỏ amply này mình quay tổng thể nè. Đó, một cái vỏ dài, dài tới 40, vỏ này dài 40. Còn những cái vỏ amply bình thường thì nó chỉ dài 33 thôi. Và đây là vỏ dày nha, dài mà dày nữa. Đây thì từng phần của nó gầy. Đây là một cọng dây nguồn, mình chỉ nói cái cọng dây nguồn thôi, nó rất là to. Nè, trên này có đầy đủ thông số. Cọng dây nguồn thì trên đây có chữ, để mình kiếm cái chữ gì đây. Đây. Nè các bạn thấy có trái chữ Korea không? Đó. Và đây là mặt sau của em đó nè. Cái không phải là cái trạm ghim bình thường đâu, đó là cái trạm vặn. Nó không bị vuột. Đây các bạn coi mặt sau luôn nha. Mặt sau của nó thì có hai cái quạt. 8 cái trạm lo. Và tín hiệu đây là phần tín hiệu vào. Đó. Vỏ này thì rất là đẹp nha các bạn. Mình thấy cái âm ly này vỏ rất đẹp. Đây những về biến thể của nó đây. Tí nữa mình sẽ tháo nắp ra. Nè, những cái lỗ này nó không làm như cái dạng lưới vuông vuông đẹp lắm. Mà nó rất là dày nha, sắt. Sắt này nó rất là dày. Đây là mặt của nó. 2 mít, 1 mít là 8 volume. Đó, có phần chống hú ở bên đây. Và hai kênh cái volume lớn tổng của từng kênh riêng biệt trái phải là đây. Mình có thể chỉnh từng kênh. Rồi đây là công tắc nguồn, rất là bố trí rất là đẹp luôn. Đây. Rồi sau đây mình sẽ dỡ cái nắp ra cho các bạn coi nha. Ở đây mình dặn ốc sẵn rồi. Ôi nó dày nó nặng. Cái miếng này thôi mà dày nặng lắm các bạn. Đây là hàng của, đây là hàng công ty nha, chứ không phải là hàng chợ đâu các bạn. Đây các bạn thấy không, nhìn vô rồi thấy cái gì là một màu trắng phải không, màu trắng. Toàn bộ mạch sử dụng ở đây đều là mạch sợi thủy tinh nha các bạn, mạch chất lượng cao hết. Rồi mình quay từng thứ cho các bạn coi. Cái ly này là 12 sò. Mỗi bên là này, sử dụng sò loại 1 nha. 521943 loại 1. Mỗi bên là 12 sò. Các bạn thấy mạch công suất của nó không? Điện trở nó to không mà linh kiện mấy cái tụ đồ là của Đài Loan hết nha. Mạch này mạch sợi tinh thì nó không có bị bong tróc nè, chịu nhiệt tốt nè. Nó kể cả những cái mạch tín hiệu đầu vào cũng được sử dụng sợi tinh luôn. Cái có tên tuổi đàng hoàng các bạn thấy không? Roman đó. Còn cái tem nó đỏ các bạn thấy đang thấy á. Ở đây nhiều cái tem đỏ lắm nè. Là tem QC, là tem chỉ kiểm định chất lượng nha. Nè các bạn thấy không? Rất là chuyên nghiệp. Kể cả trạm lo nó cũng có mạch. Đây, mạch gắn vô trạm lo. Đây là mạch chỉnh lưu để sử dụng cho hai cái quạt tản nhiệt. Đó. Đây là mạch nguồn. Mạch nguồn các bạn lưu ý nè, mạch nguồn sử dụng trở nè, các bạn thấy không? Trở xịn không? Tụ thì có tụ men rồ nè, rồ men nè. Sử dụng 4 tụ, tụ rất là đẹp luôn. Rồ le công nghiệp nè. Đây. Mạch nền mà sẽ tin hết 100% nha. Rồi. Đây là cục nguồn, cục biến thế. Các bạn thấy chữ Hàn Quốc không?
Đây là không phải hàng chợ đâu, đây là hàng công ty. Đó, đây là biến thế 25 ampere nha các bạn. Nhưng mà không phải như mấy cái bán ngoài chợ đâu. Nè, mình zoom lên cho các bạn coi. Điều đặc biệt của nó, thôi. Điều đặc biệt của nó là dây đồng 100% và cộng dây đồng rất là to, các bạn có thấy không? Cộng dây đồng rất là to chứ không phải là bé tí như ở ngoài chợ đâu. Đây bên đây mình coi đây ha. Đây khó thấy hơn bên đây nè. Các bạn thấy không? Cộng dây đồng nó to đùng luôn. Và biến thế thì có nhãn hiệu đàng hoàng. Rồi các bạn cặp nhôm nè, cặp nhôm đi, nó rất là dày nha. Mình để ý, mình chỉ các bạn nè, nhôm này á, nếu mà là nhôm chợ á, thì cái bề ngang của nó là nó không có dày như thế, nó không có dài như vậy, nó chỉ tới đây, khoảng tới đây nè, nó tới đây thôi. Và nó mỏng, các bạn coi độ dày của nhôm nè. Đó, nó rất là dày, thấy không? Nhôm chợ thì nó mỏng. Và nhôm chợ á thì cái khúc giữa này nó không có những cái lá này đâu. Nó sẽ chỉ có hai bên thôi. Khúc giữa không có. Nhôm rất là dày và nhôm nó tạo hình cong 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 như sóng vậy nè. Để nó tản nhiệt tốt hơn, nó tiếp xúc không khí tốt hơn nha. Tăng diện tích tiếp xúc bề mặt á. Cái vỏ này thì khỏi chê, cái vỏ này rất là dày luôn, rất là cứng cáp. Rồi, sau đây là tiếp phần mặt rời của nó nha. Đây, kể cả cái volume tổng nó cũng có gắn mặt rất chuyên nghiệp, phải không? Đây là mặt đèn. Đây, các bạn nhìn mặt của nó nè. Mặt mic 8 volume. 8 volume và 5 IC. Thôi. Đó, tụ, các bạn coi tụ của nó nè. Tụ trở Đài Loan hết, trở là chân to hết nè. Rồi, đây là mạch nào cũng vậy thôi, mạch nào cũng sử dụng luôn. Nên là mạch sơ hy tinh hết. Và tụ trở rồi, tụ đỏ này là mấy con tụ tốt không á. Rồi cái phần tiếp theo là eco của nó là sử dụng nè. 50195 chip dán nha các bạn. Đây, 50195 chip dán. Nhìn tổng thể là một cái amply nha. Đó, các bạn thấy đẹp cực kỳ không? Do cái vỏ nó dài á, cho nên cái hậu nó sâu, cho nên bố trí trong này rất là hợp lý, rất là rộng gãy hơi mãi không có chật. Các bạn mà lắp amply mà bố trí chật quá là nó sẽ bị ù xe. Đó, mặt trước cũng quá là đẹp luôn. Sau đây mình sẽ cắm điện và test thử một khúc nhạc thôi nha. Ai có anh em nào á, các bạn mua một cái amply xài thì mua cho đáng. Cái anh em nào mà cái này cũng giá hợp lý ha, không phải là giá cao đâu. Cái này là 3 triệu mấy nha các bạn cứ liên hệ mình nha. Giá là hợp lý. Mà linh kiện toàn là tốt không? Mình bắt thử khúc nhạc nha. Mình đã làm nhiều cái amply rồi nhưng mà thấy những cái amply nhà mình còn mê. Thật sự rất tốt. Đây, công tắc ở đây. Bật công tắc lên. Nè, đây là nút nhạc không? Nói đi. Không bất cứ cái tiếng ù là tiếng quạt nha. Nè. Mình kê vào lo cho các bạn nghe nè. Là không có một tiếng ù luôn. Đó. Cặp lo là mình sử dụng cặp lo bình thường để test thôi chứ không phải là lo xịn gì. Không có tiếng, chỉ có ù của quạt thôi. Yên tâm về phần ù xè nha. Hàng này thì được bảo hành luôn nha các bạn. Chứ bán hàng mà không bảo hành thì không có dám mua đâu. Đây, mình chạy dặn nút nhạc lên xíu thôi nha. Các bạn ghi nè. Nút nhôm hết nha. Các bạn nhạc chỉ lên một xíu thôi. Rồi, sau đó nút volume tổng lên xíu thôi.
bạn có nghe thử nó có lực hơn, có chi tiết không nha. Nếu các bạn nghe thực tế thì các cấm tai nghe vô sẽ hay hơn, nhưng mà các bạn nghe thực tế còn hay hơn nữa nha. Các bạn thấy không, quay để luôn rất là nhỏ nhưng mà tiếng rất là lớn rồi nha. Rất là lực, nhưng mà không phải là mình dặn bass to đâu, các bạn đừng vô comment mà mình để bass to đây. Nút lô đây, bass đây, các bạn thấy không? Nó là khoảng 11 giờ là mình đã giảm bass rồi đó. Lúc bên này cũng vậy nha, nút bass nó khoảng 11 giờ. Và đây đặc biệt nè, cái bên nhạc các bạn á, ngoài chuyển lo 3S nè, thì có cái nút ở đây chỉnh mid low và mid high nha. Như các bạn hãy chỉnh được phần mid của tiếng nhạc luôn. Rồi echo thì sử dụng mạch 50195 chip dán thì khỏi bàn tới rồi nè, 50195 chip dán. Chip dán thì rất là ok rồi, ca tiếng rất là sáng, rất là ngọt, rất là dễ ca luôn. Còn cái mạch mid 8 volume này. Đây. Mid những cái này như cái mạch mid bình thường rồi ha. Đây là có phần thêm nè. Phần thêm của nó là phần chống hú nha. Chống hú là đây. Các bạn hãy chọn, các bạn khi các bạn bị hú các bạn hãy kiểm tra cái tần số hú nè. Đó, cái nút đầu tiên là kiểm tra tần số hú. Rồi tiếp theo là các bạn đây, cái nút này bình thường mình sẽ để 1 giờ cắt tần số đó. Quẹt của nó hỏi hù luôn. Bên mình thì bán sản phẩm này nha các bạn. Hàng được lắp đặt sẵn thế này, khi các bạn mua thì sẽ có hùng đồ đầy đủ nha, hùng mốt đồ chim vô rồi sẽ được bảo hành. Đây các bạn thấy không, dây, kể cả dây của nó thôi, mình nói dây thôi chứ không chưa nói tới linh kiện mạch gì. Đây dây nó vỏ cái dây rất là chắc chắn, rất là dày luôn, còn dây cũng to lắm. Và dây tín hiệu cũng vậy, cái dây tín hiệu không phải là những dây chợ trắng đeo đó. Đi thì có ống cách nhiệt, ống chịu nhiệt đâu nè, đi dây điện cho an toàn đó các bạn thấy không. Cái đi thật sự là rất đáng đồng tiền luôn, giá 3 triệu mấy nha các bạn, ai có nhu cầu cứ liên hệ mình nha, mình sẽ cung cấp cho. Quá đầy đủ tính năng rồi. Mình bắt lớn quá thì sợ cái điện thoại thu không được, nó sẽ gè. Gè đã nghe vừa với một công căn phòng, tại mình đang ở trong phòng nha. Rồi xin chào các bạn nha, các bạn hãy đăng ký channel của mình nha. Ai có nhu cầu về cái amply này thì cứ liên hệ mình. Và bên mình có amply, cũng amply kiểu này mà có 16 sò nữa. Nhưng mà đối với mình
cái hamley như thế này á, cái là tanko 25A này á, và 12 con sò này thì đã đánh được hai cặp lo rồi, hai cặp lo ba tấc rồi, hai ba tấc và ba tấc xịn luôn ấy. Còn nếu mà 4 tấc thì sẽ đánh được 4 tấc từ khoảng 1 tấc 9 chắc cũng đánh được hai cặp đấy. Từ 1 tấc 9 sẽ đánh được hai cặp. Bảy ừ đúng rồi. Rồi các bạn cứ liên hệ số điện thoại và Facebook mình nha. Mình ship hàng toàn quốc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video.